mù gió cuốn vó ngựa phi giáo hương khua vang trời, một người khóc sầu sống lầm than đời bế dâu kiếp cơ hàn, cùng anh về nước hát nề chi chi trai dâng cho đời, bằng ngày sang vườn tiếng hò reo dáng người chân trời mới, non sông còn lưu dấu mãi muôn đời đại trường phu, dù cho bao tháng ngày trôi qua với bao cuộc vẽ dâu, cùng anh quyết lòng cùng nhau sống pha dù hy sinh, xứ xanh còn ghi khắc xứng danh anh hùng chiến. Tập 10 Lầu Bạch Môn. Bẩm tướng quân, bóng quân của Lưu Bị đã tới gần Tiêu Quan rồi. Hiện giờ cách Tiêu Quan 30 dặm. Không ngờ Tào Tháo khinh suất như vậy, chỉ điều toán quân dự bị để tiến đánh, há chẳng phải quá coi thường tướng quân sao? Hắn tưởng có thể giết mấy dòng thần ngoạch ngoạc là đã thông minh hơn ta sao? Tào Tháo đã xem thường tướng quân, sớm muộn cũng sẽ phải trả giá đắt. Hừ, không sai, nhà ngươi dường như đã hiểu rõ những suy nghĩ của ta rồi đó. Bây giờ thuộc hạ sẽ tới Tiêu Quan trước, Tào quân vừa đến sẽ đốt lửa làm hiệu, Trần Cung và tướng quân sẽ đánh vào hai mặt, làm vậy để Tào Tháo hiểu rằng tướng quân không những dũng mãnh mà còn đa mưu nữa. Trần Đăng cũng không thua gì Tào Tháo, công đầu trận này phải kể tới nhà ngươi. Dạ. Tướng quân nói vậy, thuộc hạ xin bái lĩnh. Trần Cung tướng quân. Trần Đăng, có chuyện gì quan trọng khiến cho ngài phải tới đây vậy? Từ Châu đã bị quân của Tào Tháo bao vây, tướng quân sai tôi đến đây, lệnh ngài từ bỏ Tiêu Quan và đem binh đi Từ Châu cứu viện. Mà sao lại như vậy? Đó là tín hiệu xuất kích. Chuẩn bị của Lưu Bị thôi. Đứng lên, kẻ nào lui chém không tha. Dừng tay!
là quân của ta mà. Đó là quân địch, đuổi mau. Trần Khuê, Trần Khuê, mau mở cửa thành, là Lữ Bố đây. Mắt của ta còn tốt lắm, không cần phải tự giới thiệu nhiều lời đâu. Vậy tại sao ngươi còn không chịu mở cửa thành? Từ Châu không phải là ổ giặc, nên không thể để cho tên giặc như ngươi vào được. Hả? Ngươi nói cái gì? Trần Văn đâu? Trần Văn đâu rồi? Đã bỏ trốn lâu rồi. Thuộc hạ đã cảnh báo tướng quân không nên tin tưởng cha con của chúng. Chúng ta bị lừa rồi. Hả? Được rồi, hãy đợi ta. Ta nhất định phải tự tay giết chết các ngươi. Trước khi giết được bọn ta, e rằng chính nhà ngươi phải lên đoạn đầu đài. Tướng quân, Trương Liêu không lo giữ tiểu bái còn tới đây làm gì? Không phải tướng quân sai Trần Đăng tới báo tin, nói Từ Châu bị bao vây, lệnh chúng tôi tới đây cứu viện sao? Lại là cái tên Trần Đăng. Lữ Bố sẽ phải lùi về Hạ Phì, thân như cá trong chậu. Chúng ta lập tức thừa thắng xông lên, tiến tới Hạ Phì. Hạ Phì. Nào, để ta rót cho nàng. Chủ công, chúng ta vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Công đại, ngồi xuống cùng uống với ta. Tào Tháo định tấn công Hạ Phì, hiện giờ đang cho quân vượt sông. Chúng ta hãy thừa cơ hội quân địch vẫn chưa ổn định, xuất binh phản công, phần thắng có thể nắm chắc trong tay. Quân ta liên tiếp chiến bại nên sĩ khí suy sụp, tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng được. Hiện nay ở trong thành Hạ Phì lương thảo đầy đủ, lại có tứ thủy hiểm trở, kiên cố giữ thành thì tốt hơn. Chủ công, hiện nay chúng ta đang rất cần một chiến thắng để cổ vũ tinh thần của các binh sĩ. Lẽ nào người lại không hiểu? Nhưng đây là một ván cờ trận cung mà. Chúng ta có thể chắc thắng 6 phần. Chủ công à, nếu mà như vậy cũng đáng đánh một ván lắm chứ. Nhưng mà ta đã đi tới bước đường cùng, không thể nào thua được nữa. Không còn bao nhiêu tiền để đánh cược nữa đâu. Hãy kêu Lữ Phụng Tiên ra đây gặp ta. Phụng Tiên, ta đem quân tới đây không phải để tấn công Hạ Phì đâu, mà chính là vì ngươi. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi đã từng giết chết được Đổng Trác, có công với nhà Hán, nên rất đáng được trọng thưởng. Hy vọng ngươi biết sai mà sửa, quy thuận nhà Hán. Nếu không, xem như ngươi tự tìm đường chết. Thừa tướng, hãy cho ta thêm thời gian suy nghĩ. Công đại, ngươi làm gì vậy? Có hắn thì không có ta, có ta thì không có hắn. Trần Cung, ta xin thầy nhất định sẽ giết chết nhà ngươi. Nếu giỏi thì tới đây đi. Truyền lệnh công hành. Chuyện đã tới nước này, ngươi còn tới đây làm gì? Thuộc hạ tới để xin hiến ta kế. Ta không muốn nghe. Công đại, sao ngươi lại căm thù Tào Tháo quá như vậy, rồi cắt luôn cả đường sống của người khác nữa là sao? Nếu chủ công muốn đầu hàng Tào Tháo, thì thuộc hạ khuyên ngài hãy tự chặt tay chân mình đi còn tốt hơn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Một núi không thể có hai mảnh hổ. Đối với Tào Tháo mà nói, ngài chính là con mảnh hổ đó. Chủ công à, thiên hạ này không có người nào hiểu rõ lão tặc Tào Tháo bằng thuộc hạ đâu. Nếu như vậy, ngươi có kế sách gì? Hãy nói mau lên. Dạ được. Tào Tháo đi đường xa tới đây, lương thảo chắc chắn là không đủ. Cho nên tướng quân hãy dẫn đội quân tinh nhuệ đóng ở ngoài thành, còn thuộc hạ chỉ huy binh sĩ còn lại giữ thành. Nếu như Tào quân tấn công, chủ công sẽ tới cứu viện. Nếu Tào quân tấn công chủ công, thuộc hạ sẽ tập kích từ phía sau. Công ứng ngoại hợp như vậy, Tào tặc trước sau đều không thể ứng phó. Chẳng bao lâu sau, hắn đành phải rút quân thôi.
Tới lúc này chúng ta có thể thừa cơ tiêu diệt Tào Tặc. Chàng nói sao? Chuẩn bị y phục cho mùa đông hả? Đúng vậy, mau chuẩn bị cho ta. Nhưng trời vẫn chưa trở lạnh, sao lại chuẩn bị đồ sớm như vậy? Ta phải dẫn binh đóng ở ngoài thành, chắc phải 2 tháng sau mới trở lại. Nàng ở lại nhớ bảo trọng. Xin cho thiếp hỏi, đây là chủ ý của ai? Của công đại. Vậy ông ta có đi cùng không? Không, hắn ở lại giữ thành. Hả? Khi chàng rời thành, Trần Cung lại giống như Trần Đăng thì sao? Cũng đem Hạ Phì giao cho Tào Tháo. Nếu mà như vậy, thiếp và các con phải biết xử trí ra làm sao đây? Nàng đừng lo, công đại không phản bội ta đâu. Lòng người rất khó lường, ông ta nghĩ gì? Chàng làm sao mà biết được? Đừng khóc nữa hả? Nàng đừng khóc nữa, để ta suy xét lại việc này. Chủ công đâu? Dạ, vẫn chưa vậy. Mau gọi chủ công. Dạ, không được rồi. Sao lại không? Theo thuộc hạ biết, tướng quân đã bị phu nhân giữ lại rồi. Vậy là lần này ta chết không có chỗ chôn thân rồi. Hạ Phi vẫn chưa đánh được. Ở phương Bắc thì Diên Thuật thật đáng lo, còn phía Đông thì có Trương Tú và Lưu Biểu. Theo ta thấy thì hãy tạm quản tấn công Lữ Bố, lui binh quay về đó. Như vậy e là không được. Lữ Bố liên tiếp chiến bại Trần Cung, tuy rằng túc trí đa mưu nhưng Lữ Bố lại ngạo mạn, ít khi chịu nghe theo ý kiến. Nếu quyết tâm đánh thành, nhất định sẽ bắt được Lữ Bố. Thưa tướng, thuộc hạ có một kế. Kế này đã từng đánh bại 20 vạn quân. Ngài không phải là muốn phá đê Tường Thủy và Ngư Thủy đó hay sao? Chính phải. À, địa thế Hạ Phì thấp, rất dễ dàng bị nước nhấn chìm. Được, hãy dùng thủy công. Tướng quân, Tào Tháo cho người phá đập, hiện giờ ngoài thành nước dâng lên rất nhanh. Ta đã có